thế thì thật sự là giác ngộ vĩ đại. Nhưng mà ngươi có mấy năm vẫn chưa quay về rồi. Qua thêm vài năm nữa có thể mạnh hơn cỡ nào. Trong hai năm, ta nhất định sẽ quay về, nhưng mà... Lam Cực Tinh đã không còn là quê hương và nơi thuộc về duy nhất của ta rồi, vì sư tôn. Ta đã trở thành người của thần giới rồi, ít nhất ta thuộc về ngâm tuyết giới rồi. Nếu như ta bằng lòng trở nên mạnh hơn, ta muốn một đời một kiếp này sẽ bảo vệ sư tôn, bảo vệ ngâm tuyết giới ai dám làm tổn thương đến sư tôn đều sẽ trở thành kẻ địch cả đời này của ta huyền âm nghe vậy im lặng hồi lâu ngươi vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ tốt cho mạng của mình đi ta vẫn không đến mức mà cần ngươi bảo vệ đâu mộc huyền âm ta tại sao lại có một đệ tử như ngươi chứ ăn cái này đi đây là càn khôn ngũ quỳnh thiên độc châu của ngươi mặc dù có lực tôi luyện mạnh có thể dễ dàng luyện thành vô số đan dược nhưng mà Càn khôn ngũ quỳnh đang cần huyền lực mạnh để chỉ dẫn năm loại sức mạnh dung thành. Chỉ có thiên độc châu của ngươi mới có thể làm được. Ta dùng một năm mới có thể dung thành. Sư tôn, đừng nói những lời dư thừa nữa, ngồi xuống. Còn nữa lấy luân châu mà ngươi lấy được ra đây. Cho sư tôn. Huyền âm hô, lên nào. Bao giờ ăn đan dược này, ta có thể giúp ngươi hấp thu. Nhưng ngươi phải vô cùng cẩn trọng, nếu không sẽ mất khống chế rất là nguy hiểm ta hiểu rồi. Men vừa đưa đan dược vào miệng, lập tức một cột năng lượng trong cơ thể phóng vụt lên trời. Lúc này Men đang rên rỉ đau đớn, phải giữ bình tĩnh, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Hiểu rồi, Men nghiến răng cố gắng chịu đựng. Ba ngày sau đó, Huyền Âm vẫn không ngừng nghỉ giúp Men hấp thu đan dược. Men lúc này nghiến răng tới mức chảy máu. Không chịu được nữa rồi sao? Miệng lúc này đã thổ ra huyết. Trừ phi, nhưng mà... Hai, cứ xem như kiếp trước ta nợ ngươi vậy. Lúc này thần thức của men đang bay lơ lửng vô định. Vẫn là những tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Lúc này vòng tay của huyền âm từ phía sau ôm tới. Mên ngạc nhiên trở lại với cơ thể. Một luồng năng lượng từ cô ấy đang truyền vào cơ thể mên. Băng hoàng huyết mạch đã xuất hiện gào lên một tiếng. Sau đó cảnh chuyển tới phong thần đài. Trận đấu của ngày thứ ba bây giờ bắt đầu. Vân triệt của ngâm tuyết giới với lạc trường an của thánh trụ giới. Lệ kiếm minh của kinh lôi giới với võ quy khắc của thần võ giới. Lạc trường an đúng là mệnh tốt thật, thực lực cơ sở gặp được vân triệt, đây không phải là nhặt được phong thần tổ hay sao, còn không phải. Vân triệt mấy ngày hôm trước đã lén lút ra khỏi trụ thiên giới, có lẽ là chạy trốn về ngâm tuyết giới. Hừ, bổn vương nếu như có một đệ tử thân truyền như vậy, trực tiếp một trưởng đập chết hắn. Vân triệt hắn đừng nói nữa đại trưởng lão hắn sẽ xuất hiện hãy tin hắn trận đầu tiên người thua cuộc vòng thứ hai vân triệt của ngâm tuyết giới đối chiến lạc trường an của thánh trụ giới nhanh chóng đi vào phong thần đài vân triệt của ngâm tuyết giới nhanh chóng lên đài vân triệt này là bỏ chạy thật rồi sao đây tuyệt đối là muốn sỉ nhục bị ghi chép vào trong lịch sử trên đại hội huyền thần ha 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 đúng là một tên hề khư uế trực tiếp tuyên bố kết quả không cần thiết phải lãng phí thời gian với kẻ hèn nhát này tổ thua cuộc trận đầu tiên của vòng thứ hai, Lạc Trường An. Tôn giả chưa kịp tuyên bố, một bóng người đã bay vụt tới. Trong làn khói bụi men từ từ xuất hiện. Khư Uế quay lại nhìn men. Vân triệt của ngâm tuyết giới đang ở đây. Khán giả lúc này hét lên, Vân triệt. Phu, tiểu tử này, ta biết ngay hắn nhất định không phải là người không chiến đấu mà chạy rồi mà. Huyền lực của hắn. Thần kiếp cảnh cấp 8. Đây là Vân Triệt tỷ tỷ đang làm cái gì vậy là càn khôn ngũ quỳnh đan chỉ là một viên càn khôn ngũ quỳnh đan cho dù là có thể hoàn mỹ luyện hóa tuyệt đối cũng không đến mức là thăng cấp lớn đến như vậy ngâm tuyết giới không thể xem thường được đâu hừ dùng ở trên người của tên tiểu tử này quá là lãng phí tiểu bối này e rằng không có đơn giản như vậy đâu ha mắt nhìn của long hoàng đúng là khác biệt tỷ tỷ ca ca bọn họ ván này có cá cược hay không không có trận giao chiến này kết quả căn bản không có ý nghĩa gì hết người cá cược chỉ có thể phải đền tiền đáng tiếc thật nếu như mọi người đều có thể cược lạc trường an chúng ta có thể kiếm được món lớn rồi Mi âm ý của muội là vị vân triệt đại ca ca kia sẽ thắng cho ngươi ba tức bản thân tự cút xuống dưới một tên phế vật đầu hàng không xứng để ta ra tay là trường an ngươi cứ nói phế vật hai chữ này ở trên miệng của ngươi xem ra ngươi thật sự xem thường nhận thua đầu hàng rồi đúng không trường an bắt đầu đếm ba huyền giả của thế hệ ta nếu như chiến đấu sẽ chiến đấu đến chết chỉ có cái loại phế vật đê tiện như ngươi mới đầu hàng giống chó thôi lúc này hắn đã đếm tới một nếu ngươi đã muốn tìm chết thế thì đừng có oán trách ta đấy chết đi phế vật mên thi triển oanh thiên hai mắt đã lập tức phát sáng một tiếng nổ vang lên giữa lôi phong thần đài. Cái gì vậy? Mên đã tặng lại cho Trường An một đấm. Khiến hắn quần quại kêu la thảm thiết dưới sân. Long Huynh, Huynh đã nhìn thấy hay chưa? Lực bộc phát trong chớp mắt, thật sự là tràn đầy bảo ác. Vân triệt này, trên người rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật. Lạc Trường An lại bị đánh rồi sao? Trường An, không chỉ là bị thương, cánh tay của hắn rõ ràng là bị đứt rồi. Hắn gian lận, nhất định là hắn đã dùng huyền khí hộ thân gì đó. Hắn gian lận. Đứng dậy rồi tiếp tục, không lẽ ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hôm nay ta sẽ... Mên đã tốc biến tới trước mặt Trường An. Túm luôn vào cánh tay đau của hắn quật qua vai. Nện thật mạnh xuống sân đấu. Ngươi thật sự là quá yếu. Mên khẽ dùng lực lên hai ngón tay, kiếm của Trường An đã bị gãy làm đôi. Sau đó túm lấy cổ của Trường An tặng hắn một đấm vào bụng khiến hắn ngã gục xuống đất mắt trắng xóa ha ta vốn dĩ cho rằng chỉ là một con chó sủa ngông cuồng thì nên có tư bản để ngông cuồng không ngờ lại không chịu nổi một đòn như vậy hay là đầu hàng đi cho rồi à đúng rồi lạc trường an ngươi vừa nãy có nói qua nam nhân thật sự chỉ chiến đấu đến chết tuyệt đối sẽ không đầu hàng ông bố của hắn bên ngoài xót con hét lên trường an không giữ bình tĩnh được nữa bay lên trên lôi đài. Vân Triệt tiểu tặc, ngươi tìm chết sao? Thánh trụ giới vương lập tức quay về chỗ ngồi xem trận đấu ngay, trận chiến phong thần bất cứ người nào cũng không được ra tay can thiệp vào, quy tắc này có lẽ ngươi cũng hiểu rõ đúng không? Nhưng mà tôn giả, Vân Triệt tiểu tặc rõ ràng là ác ý ra tay. Lùi lại sau, trong trận đấu có thể phát ra hiệu lệnh đầu hàng, nếu như đã không đầu hàng, chứng tỏ là Lạc Trường An có thể chiến đấu tiếp thế thì ai cũng không thể can thiệp vào được. Thế thì tốt, vậy trận chiến này, chúng ta nhận thua, bổn vương thay trường an nhận thua. Người có thể nhận thua, chỉ có bản thân hắn, ai cũng không có quyền thay thế hắn đầu hàng. Thanh vũ giới vương, đây là cảnh cáo lần cuối cùng của bổn tôn, lập tức rời khỏi phong thần đài, nếu không chỉ có thể đem ngươi đuổi ra khỏi trụ thiên giới, cho dù ngươi là ai. Lúc này những tiếng hét từ trường an vang lên. Mên đang tung chân sút vào ngục khiến hắn thổ huyết, là Trường An, ta cho ngươi thời gian là ba tức, để ta xem ngươi rốt cuộc là người trong miệng của ngươi nói, hay là con chó xin đầu hàng đây. Trường An, đại trưởng phu co được giản được, thắng thua là chuyện bình thường, nếu như đã thua rồi, con có thể thẳng thắn nhận thua là được, không cần phải gượng ép bản thân. Không không không, Thánh Vũ giới vương lời này nói sai rồi. Trong mắt của Trường An đại công tử, nhận thua đầu hàng chính là phế vật đê hèn, cho nên là chó xin đầu hàng. Trường An đại công tử, Sao có thể đầu hàng được chứ? Ngươi nói có đúng không? Vân triệt này thật đúng là độc ác, như vậy sẽ đắc tội với thánh vũ giới, sợ là Mộc Huyền Âm cũng không bảo vệ được cho hắn. Tiểu tử này hành sự quá ngông cuồng, khó thành đại sự. Ha ha ha, có thủ tất báo, đây mới là hành vi của đại trưởng phu, tiểu tử làm tốt lắm, thẳng thắn. Khư uế tôn giả, con trai Trường An của ta đã thua rồi, Vân triệt tên nghiệt xúc này rõ ràng chính là đang cố ý làm nhục hành động này không những sỉ nhục thánh vũ giới của ta, còn sỉ nhục trận chiến phong thần. Hừ, là trường an xỉ nhục trước, mới gặp phải báo ứng này, cũng là do tự mình chuốc lấy mà thôi. Là trường an, huyền lực cơ thể của ngươi đã bị phong tỏa, không có lực vùng vẫy, bổn tôn sẽ phán ngươi thua cuộc, ngươi còn có ý kiến gì khác không? Vãn bối, vãn bối không có ý kiến gì khác. Trận đấu đầu tiên vòng thứ hai của nhóm người thua cuộc. Vân triệt chiến thắng, sẽ vào trận chiến luân phiên thứ ba của nhóm người thua cuộc ngày mai. Lạc Trường An thua, sẽ dừng bước ở trận chiến phong thần. Vân triệt này, vậy mà thật sự thắng rồi sao? Không biết hắn có thể đi đến bước nào đây? Hừ, chỉ là một thần kiếp cảnh, lại có thể thắng được một trận, cũng xem như là. May mắn của hắn, có lẽ lập tức sẽ bị loại mà thôi. Trường An, con không sao chứ? Mê nhăn mặt, đưa ngon tay cái chỉ xuống chọc tức hắn. Phụ vương, con. Sau đó Mên quay lưng rời đi. Trường An, Trường An. Mên rời khỏi lôi đài, bay tới chỗ ngồi của mọi người ở ngâm tuyết giới. Ngươi thật sự là Vân Triệt sao? Ngươi rốt cuộc là? À, Đại trưởng Lão, ta là Vân Triệt hàng giả bao đổi. Đại trưởng Lão, đây là bí pháp mà Tông Chủ đã chuẩn bị từ rất lâu cho Vân Triệt, xem ra là rất thành công rồi. Thì ra là như vậy. Vân Triệt, ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Được. Mên đi theo Mộc Băng Vân. Vân Triệt, tại sao ngươi vẫn quay lại đây? Tại sao ngươi không chịu nghe lời của ta chứ? Cô gái tóc vàng bỗng nhiên xuất hiện khiến Mạt Ly giật mình. Hả? À, thiên Diệp Ảnh Nhi. Mạt Ly tức giận huyền lực bộc phát, nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại. Bay khỏi Phong Thần Đài. Tiểu thư, Thiên Sát Tinh Thần vừa nãy phát hiện cô rồi. Ha, ta biết rồi. Nhưng mà sao cô ta lại có thể nhẫn nhịn thù hận đối với ta? Cổ Bá, bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy trông chừng Vân Triệt kia, những cái khác không cần phải quản. Đồ trên người của ngươi nói không chừng còn thú vị hơn cả nghịch thế thiên thư. Mộc Băng Vân đã dừng lại đợi Mên. Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ, ngươi có ơn cứu mạng ta, ta cho ngươi bất cứ báo đáp nào đều là chuyện đương nhiên, nhưng mà. Sư tôn của ngươi, cô ấy chưa bao giờ nợ ngươi bất cứ cái gì, cô ta đối xử rất tốt với ngươi đều chỉ là vì cô ấy muốn tốt cho ngươi mà thôi vì vậy ngươi mãi mãi không được làm chuyện có lỗi với cô ấy ừm ta biết mà sau này ta tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với sư tôn đâu không ngươi không biết cái gì ngươi căn bản không biết rõ sức mạnh bây giờ của ngươi là ai cho ngươi có đúng không cái này khi ta ở trong kết giới thời luân luyện hóa dược lực của cản khôn ngũ quỳnh đan từ đó huyền lực tăng lên rất lớn vậy ở trên người của ngươi tại sao lại có hơi thở của sư tôn ngươi dược lực của càn khôn ngữ quỳnh đan quá mãnh liệt bản thân ta không thể luyện hóa cho nên vẫn luôn là sư tôn hỗ trợ chỉ là sau đó ta đã mất đi ý thức thôi bỏ đi cô ấy không muốn nói với ngươi chứng tỏ là cô ấy không muốn để ngươi biết cũng không muốn để bất cứ người nào biết được sư tôn lại làm gì cho ta rồi sao cảm giác đó không lẽ nào chính là men bắt đầu cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra lúc đang hôn mê với Huyền Âm. Mên lúc này đột nhiên toát mồ hôi lạnh, đứng sững người hồi lâu. Thời gian trôi qua màn đêm kéo xuống, trăng cũng đã lên cao. Mộc Băng Vân tiến tới. "Băng Vân cung chủ, ta đảm bảo với người tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với sư tôn." "Ngươi không cần phải bảo đảm với ta gì cả. Phong thần đài sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi." Mên im lặng đi theo Băng Vân. Vân Huynh đệ. Phá Vân Huynh, sao chỉ có mình Huynh vậy, sư tôn của Huynh bọn họ đâu rồi? Hai người bọn họ còn có vài việc, lát nữa sẽ qua đây. Phá Vân Huynh, hôm nay Huynh đối chiến với quân tích lệ, nhớ kỹ cần phải vô cùng cẩn thận đấy. Dù sao trước đây sư tôn ép hắn quỳ xuống trước ta, mà quan hệ của ta và Huynh cũng thân thiết, ta sợ hắn ta sẽ nổi giận với Huynh. Ta hiểu rồi, mặc dù có khoảng cách về thực lực, nhưng ta nhất định sẽ dốc hết sức tỉ thí với cô ta một trận. Nói hay lắm Phá Vân, cho dù là có khoảng cách thực lực, cũng dám dư kiếm ra, đây mới là đạo tâm mà Huyền Giả nên có. Trận đầu tiên của vòng thứ hai tổ phong thần, Hỏa Phá Vân của Viêm Thần giới đối chiến với quân tích lệ truyền nhân của Kiếm quân. Vậy thì Sư Tôn, Diệm Tông chủ, Vân huynh đệ, ta đi nhé. Trận đầu tiên của vòng thứ hai, bắt đầu. Vừa bắt đầu phá vân đã thi triển, Kim Ô phần thế Dương quan phá. Một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng tới tích lệ. Một tiếng nổ vang lên, cô ta không thèm né tránh. Phá Vân tiếp tục tung chiêu, Tam Thiên Kim Mã Quan. Lúc này những quả cầu lửa đang từ bên trên phóng liên tục xuống. Liên tiếp những tiếng nổ phát ra, khiến lôi đài ngập trong biển lửa. Uy thế tấn công nhanh của Phá Vân huynh thật đúng là bất phàm, để ta làm chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đây chính là uy lực đệ nhất thần viêm của thần giới sao? thật đúng là đáng sợ như vậy, quân tích lệ lại không được như vậy ư? Một bàn tay từ từ thò ra từ trong biển lửa. Tích lệ phất tay lập tức dập tắt lửa từ phá vân. Cái gì vậy? Cô ấy lập tức di chuyển. Đến trước mặt phá vân, dùng tay chém thẳng một đường tới. Đòn thế của tích lệ đánh xuyên ngực của phá vân. Đánh phá vân văng đi, cay dài trên mặt sàn đấu. Hỏa như liệt vội vàng tiến đến, Vân Nhi miệng liên tục gọi, Vân Nhi, Vân Nhi. Hừ, đây chính là thần viêm mạnh nhất đây sao? Chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Người, hỏa tông chủ, vết thương của phá vân rất nghiêm trọng. Vẫn nên nhanh chóng đem hắn đi trị thương mới quan trọng. Phá vân huynh, quân tích lệ rõ ràng là nhắm vào ta nhưng lại khiến huynh. Không ngờ trình độ kiếm đạo của quân tích lệ lại đạt đến cảnh giới như vậy rồi. Có lẽ quân tích lệ của bây giờ cũng gần bằng với lạc trường sinh rồi lẽ nào quân tích lệ như vậy còn không phải là đối thủ của lạc trường sinh ư lạc trường sinh ở trong thế hệ trẻ của đông vực tuyệt đối là tồn tại giống như quái vật tiếp theo chính là trận đấu của hắn ngươi có thể tận mắt xem thử hỏa phá vân rớt khỏi phong thần đài quân tích lệ thắng trận tiếp theo lạc trường sinh đối chiến với lục băng xuyên khai chiến băng vân huynh mời được thôi lúc này quanh người băng xuyên xuất hiện một lá chắn bên trên hiện chân long đây là hoàng long thánh giới của lục thị tộc nghe nói thần huyết của bọn họ kế thừa từ thượng cổ chân long lạc huynh đệ đến lượt ngươi rồi nếu như có thể đánh bại hoàng long thánh giới của ta trong 50 tức ta lập tức nhận thua được trường sinh ta đương nhiên sẽ dốc hết sức để thử rồi thánh lôi kiếm trương sinh tiện tay đâm luôn một kiếm tới gương mặt băng xuyên lúc này đã lộ rõ vẻ khó chịu hắn giật mình khi thấy trường sinh dừng lại không hổ danh là hoàng long thánh giới xem ra chỉ lấy thánh lôi kiếm, khó mà phá được phòng ngự trong 50 tức, vậy thì. Thần phong Việt. Đến đây đi. Trường sinh lập tức dùng ngọn thương đâm tới. Lá chắn của băng xuyên đã xuất hiện vết sạn nứt. Lát sau đã hoàn toàn bị đánh tan, hắn cũng bị đánh bay đi. Những tiếng hét thất thanh vang lên. Không hổ danh là trường sinh công tử. Ta nhận thua rồi. Đây chính là lạc trường sinh sao, cùng là tứ thần tử của đông vực, tại sao khoảng cách lại lớn đến như vậy? Đây vẫn chưa là toàn lực của hắn đâu. Lạc Trường Sinh không phải là phong lôi song tu, mà là phong, lôi, thổ tam tu. Đồng thời, hắn còn tinh thông kiếm đạo, kiếm ý, kiếm khí, kiếm canh, kiếm trận đều là trình độ cao nhất. Đây chính là Lạc Trường Sinh, một tên quái thai không hơn không kém, cho dù qua hơn 10 vạn năm cũng chưa chắc là xuất hiện tên thứ hai. Vân Triệt, ta biết lần này quay lại, ngươi muốn cướp đoạt vị trí đầu của trận chiến phong thần, bây giờ ngươi còn có mấy phần tự tin. Nói thẳng ra, đã hoàn toàn không có nữa rồi. Ta không có xem thường những thần phong chi tử này, nhưng ta triệt để đã đánh giá sai tứ thần tử của đông vực rồi. Băng vân cung chủ, quân tích lệ và thủy ánh nguyệt, bọn họ so với lục lãnh xuyên thì thế nào? Kém xa. Mê nghe vậy im lặng suy nghĩ. Nam có lạc trường sinh, nữ có thủy mi âm, chỉ hai người này mà nói, Đông Thần vực của các ngươi e rằng sẽ đón đến một đời đỉnh phong. Đúng vậy, hy vọng tương lai của Đông Thần vực chúng ta đều đã gửi gắm vào trên người của bọn họ rồi. Không không không, Long Hoàng bệ hạ, ngươi còn quên một người, một người có thể lấy thần kiếp cảnh chính diện niễn áp thần linh cảnh trung hậu kỳ. Hừ hừ, quái thai như vậy, đừng nói là 10 vạn năm, Đông Thần vực của các ngươi hình như 100 vạn năm cũng chỉ có một người xuất hiện thôi đúng không? Bổn vương tiên đoán tên vân triệt đó mới là hắc mã lớn nhất của trận đấu lần này trận thứ ba vòng thứ ba của tổ phong thần thủy mi âm của lưu quang giới đối chiến với mộng đoạn tích của phi tinh giới đại ca ca xin hãy chỉ giáo chiến thôi mi âm đã lấy luôn ra một cây thương màu xanh lam cô gái nhỏ như vậy lại dùng thương sao huyễn tâm điệp ngữ là một loại chân hồn của thần thú lưu quang điệp đến từ thời đại viễn cổ là thần binh mạnh nhất của lưu quang giới mộng đoạn tích dùng kiếm lao tới chém ra một đường kiếm khí. Mi Âm mỉm cười, dùng thương chặn lại kiếm khí từ hắn. Lúc này những con huyễn điệp xuất hiện, phá tan chiêu kiếm khí từ Đoạn Tích. Hắn vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mi Âm lúc này đã xuất hiện sau lưng hắn. Hảo thân pháp. Huyễn Mộng Điệp Vũ cùng với Đoạn Nguyệt Phất Ẩn của Ngâm Tuyết Giới chúng ta là thân pháp cùng một cấp bậc. Đoạn Tích vội vàng dùng kiếm đỡ lại một kích từ cô ấy sau đó vung kiếm lên đáp trả nhưng mi âm đã nhẹ nhàng né đi cô ấy đáp xuống dưới sân đôi mắt lúc này phát sáng hai luồng ánh sáng từ mắt mi âm phóng thẳng tới mắt đoạn tích đây là quỳ thủy lĩnh vực của lưu quang dưới sao nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là huyền lực của thần linh cảnh cấp một lĩnh vực mặc dù mạnh nhưng căn bản không thể nào đem ta nhốt lại thật sự thiên ngoại phi tinh mi âm đứng im không né tránh đòn kiếm từ đoạn tích Lúc hắn chém xuống chỉ thấy nước bắn lên. Kết thúc rồi. Đúng vậy, đã kết thúc rồi. Trận đấu kết thúc, người thắng cuộc là. Thủy mi âm. Tại sao ta lại ở đây, không phải ta đã đánh chúng cô ta rồi hay sao? Mộng đoạn tích đã thoát ra khỏi phong thần đài, rơi vào tổ thua cuộc, sẽ vào vòng đánh luân phiên thứ tư của tổ thua cuộc ngày mai. Thủy mi âm có tinh thần lực cực kỳ khủng bố, có thể khống chế tâm hồn của người khác, người bị khống chế giống như là nằm ở một thế giới khác thật đúng là một năng lực đáng sợ trận đầu tiên của vòng thứ ba tổ thua cuộc đến lượt ta rồi vân triệt của ngâm tuyết giới đối chiến với võ quy khắc của thần võ giới đi đi tuyệt đối phải cẩn thận đấy chuẩn bị quy khắc chúng ta có duyên đấy người không phải là đối thủ của ta khai chiến lần này ta sẽ không nương tay đâu mên lấy kiếm ra thi triển luôn oanh thiên ai lao thẳng tới phía võ quy khắc hắn ta chưa kịp ra chiêu mên đã nhảy tới nhanh thật quy khắc vội vàng dùng thương đỡ lại kiếm từ mên võ quy khắc lúc này nghiến chặt răng cố gắng chống đỡ mên hét lên một tiếng đánh hắn văng đi miệng cũng đã thổ huyết quy khắc ta không nhìn nhầm đấy chứ võ quy khắc bị đánh bay rồi sao sao có thể chứ đây là quái lực gì vậy lại lần nữa võ quy khắc vội vàng tung ra, cấm võ thiên vực. Những vòng tròn màu vàng đó đã quấn quanh cơ thể của mên. Ha ha ha, ở dưới cấm võ thiên vực của ta, ngươi đến ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, bây giờ đến lượt ta rồi. Mên mỉm cười, thế sao? Lúc này cấm chế của hắn đã bị huyền lực của mên đánh tan tành. Sao có thể chứ? Thức đầu tiên. Mên biến mất trong tích tắc. Xuất hiện ngay trước mặt quy khắc hô lên, thuẫn. Hắn nhận ngay một kiếm trực diện không kịp phản ứng. Bay lùi về sau thổ huyết, đôi mắt cũng trắng xóa. Mên tóc biến tới dơ cao chân lên. Tặng hắn thêm một cú vào bụng. Khiến mấy chiếc xương sườn dạn nứt. Mặt sân đấu bên dưới cũng bị nứt vỡ. Thắng thua đã phân. Võ quy khắc hôn mê, dừng bước ở trận chiến phong thần. Vân triệt thắng, đi vào vòng luân phiên thứ tư của nhóm người thua cuộc. Võ quy khắc lại thua như vậy rồi sao? Thần kiếp cấp 8 đã đánh thắng thần linh cấp 8 rồi. Hơn nữa còn là niễn áp. Tu vi huyền lực của hắn quả thật là thần kiếp cảnh cấp 8 không sai, tuyệt đối là không có che giấu ảo ảnh gì. Long Hoàng Điện Hạ, ở Tây Thần Vực của các người đã từng có người nào giống như vậy hay chưa? Vẫn chưa bao giờ có. Chật chật chật. Bổn Vương trước đây nói có thể thu nhận hắn làm đệ tử cho vui cũng không tệ, hơn nữa chỉ là một lời nói đùa. Bây giờ xem ra, Trụ Thiên, nếu như ngươi đã không thích tên tiểu tử này, thế thì cứ cho ta luôn đi. Nếu như hắn đã đi vào tinh giới của Đông Thần vực ta, thì chính là người của Đông Thần vực ta rồi. Nếu như ngươi muốn đưa hắn đi cho dù lão hủ đồng ý, e rằng Đông Thần vực cũng chưa chắc đồng ý đâu. Hi hi hi. Hậu kỳ thần kiếp chính diện thua hậu kỳ thần linh, lão hủ sống hơn 20 vạn năm nay, vào lúc này lại nhìn thấy kỳ tích như vậy. Bây giờ hứng thú của ta đối với hắn cũng không thua kém gì so với nghịch thế thiên thư rồi. Cổ bá, theo như ngươi thấy, giới hạn của hắn có thể đạt đến cảnh giới nào rồi. Trên mộng đoạn tích, dưới lục lãnh xuyên, nếu như không có thủ đoạn nào khác, gặp phải lục lãnh xuyên thì chỉ có thể dừng bước ở đây thôi. Mi âm, ngươi nói quả nhiên là không sai, trải qua trận chiến này, hắn đã trở thành tiêu điểm lớn nhất của đại hội huyền thần rồi. Hi hi hi, ta cũng không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Vân triệt ngươi thật sự rất tuyệt. Hả, à, đều là sư tôn biết dạy thôi. Tuyệt lắm, nhưng mà đối thủ trận tiếp theo của ngươi là Hỏa Phá Vân. Hai, ta biết rồi. Phá Vân huynh, không biết có thể đi ra hay chưa, Băng Vân cung chủ, ta muốn đi thăm hắn, làm phiền giúp ta lấy thời luận châu. Cảnh chuyển tới nơi đóng quân của Viêm Thần giới. Vân tiểu tử, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi đến an ủi nó đi, có lẽ là sẽ tốt hơn một chút. Ta chính là vì chuyện này mà đến, dẫn đường đi Hỏa Tông chủ. Được được, cảm ơn Vân tiểu tử. Phá Vân huynh phá vân huynh huynh có còn nhớ những lời ta nói với huynh lúc sáng không quân tích lệ sẽ vì giao tình của chúng ta mà đem hết oán hận của ta tiết hết lên trên người của huynh cho nên là thế thì đã sao chứ cô ta đối phó với ta thậm chí đến ngay cả kiếm cũng chưa xuất vỏ ta biết bản thân ta sẽ thua cho nên ta đã chuẩn bị không bảo lưu ta muốn thể hiện ra dáng vẻ thật sự của kim ô viêm với đông thần vực nhưng mà nhưng mà phá vân huynh để ta sẽ kể cho huynh một câu chuyện Năm đó khi ta còn ở hạ giới, ta đã gặp được một người cho dù như thế nào cũng không thể chiến thắng được, hơn nữa còn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu như ta không chiến thắng hắn, không những ta và tất cả những người bên cạnh ta đều phải chết. Khoảng thời gian đó, mỗi một ý niệm đều là tràn đầy sự u ám và tuyệt vọng, nếu so với huynh của bây giờ còn tồi tệ hơn rất nhiều, nhưng mà ta vẫn thành công thoát khỏi nó. Cảnh ngộ như vậy cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì mỗi một lần đều thoát khỏi ám ảnh đều sẽ trở thành trưởng thành thậm chí là nếp bàn. Nếu như cuộc đời trải qua loại mơ hồ này, ta ngược lại cảm thấy là một loại khiếm khuyết. Vân Huynh đệ, cảm ơn Huynh, cả đời này có thể quen biết Huynh thật sự là quá tốt rồi. Cảm ơn thì cũng không cần đâu, mọi người đều là bạn mà. Tinh thần của hỏa phá Vân đã tươi tỉnh hơn. Tốt quá rồi. Ha ha ha, đúng Vân Nhi, đừng nản lòng như vậy, vụ quang kiếm của cô gái kia mạnh đến mức khó tin, nếu như ngươi có thể lấy được Kim Ô Thánh kiếm đảm bảo đánh bại được con nhỏ đó. Sư tôn, vì để đệ tử có thành tựu với thần linh cảnh, người đã không tiếc làm tổn thất đến thiên phú và huyền lực, đệ tử chỉ biết làm mất mặt người. Ngươi chính là niềm tự hào lớn nhất cả đời này của vi sư, quá khứ cũng vậy, mà bây giờ cũng thế. Hỏa tông chủ, vừa nãy mới nhắc đến Kim Ô Thánh kiếm là gì? Đó là thần khí cấp cao từ thời đại Chư Thần lưu giữ đến bây giờ. Nó được cất giấu ở sâu trong táng thần hỏa ngục, chỉ là viêm thần giới cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đụng đến tồn tại này. Kim ô thanh kiếm cũng là một trong theo đuổi cao nhất cả đời này của ta, trước khi còn sống nếu như có thể đạt được như ý muốn, thì có chết cũng không tiếc nuối. Nếu như là phá vân huynh, tuyệt đối là không phải không có hy vọng. Sau đó men trở lại nơi đóng quân của ngâm tuyết giới. Băng vân cung chủ, đối thủ ngày mai của ta là ai vậy? Hỏa phá vân sau lại là phá vân huynh huyền lực tu vi hỏa phá vân không bằng với võ quy khắc mà hắn có sở trường là kim ô kiếm có lẽ có uy hiếp rất nhỏ với ngươi cho nên ngươi muốn thắng hắn có lẽ là không khó đâu không phải là vấn đề có đánh lại hay không mà là để phá vân huynh bản thân tự lựa chọn đi nếu như hắn lựa chọn chiến đấu với ta một trận ta sẽ đường đường chính chính dốc hết sức chiến thắng hắn ngày hôm sau trận thứ tư của vòng luân phiên thứ tư tổ thua cuộc hỏa phá vân của viêm thần giới đối chiến với vân triệt của ngâm tuyết giới. Mời hai bên vào sân. Khư Uế tôn giả, đệ tử hỏa phá vân của viêm thần bởi vì thời Luân Châu đã dùng quá sớm, vì vậy hôm qua bị thương vẫn chưa hồi phục. Không thể tham gia chiến đấu, diệm mỗ ở đây thay đệ tử hỏa phá vân xin từ bỏ chiến đấu. Trận chiến phong thần, không ai có thể thay phong thần chi tử quyết định bất cứ cái gì, trong 15 tức hỏa phá vân không ra chính là đã từ bỏ chiến đấu. Sau 15 tức, Vân Triệt thắng, vào trận luân phiên thứ 5 của tổ thua cuộc ngày mai. Vân Triệt này nằm thôi mà cũng đã lọt vào top 8 mạnh rồi. Đây không phải được xem là nằm mà thắng, ít nhất hắn chính diện đánh bại võ quy khác rồi. Xem như hắn may mắn, nhưng mà tiếp theo hắn cũng không đánh lại ai được. Phía dưới xin công bố sắp xếp tiến trình của trận đấu top 8 mạnh. Trận luân phiên thứ 3 của tổ phong thần, trận đầu tiên, là Trường Sinh thánh trụ giới đối chiến quân tích lệ giao tâm kiếm các. Trận thứ 2 Thủy Ánh Nguyệt Lưu Quang Giới đối chiến Thủy Mi Âm của Lưu Quang Giới. Trận luân phiên thứ 5 của tổ thua cuộc, trận đầu tiên, Mộng Đoạn Tích Phi Tinh Giới đối chiến Triều Phong Thăng Dương Thánh Giới. Trận thứ hai, Lục Lãnh Xuyên Phúc Thiên Giới đối chiến Vân Triệt của Ngâm Tuyết Giới. Tư thần tử của Đông vực, Lục Lãnh Xuyên. Tiểu tử tên Vân Triệt kia sắp thua rồi. Không, đã đủ rồi, mặc dù ngày mai hắn được định sẵn là sẽ thua, nhưng với thần kiếp thua thần linh, tư chất bậc này, Trụ thiên thần cảnh ba nghìn năm sau, những phong thần chi tử này, còn ai là đối thủ của hắn nữa? Lời này ngược lại nói không sai, ít nhất tên tiểu tử này khiến bổn vương cảm thấy đi chuyến này không vô ích. Đáng tiếc hắn vẫn còn hơi non một chút, nếu như là cùng tuổi, lục lãnh xuyên sợ là đến ngay cả sách dép cho tiểu tử này cũng không xứng. Mặc dù hắn nhất định sẽ thua, nhưng ta vẫn hy vọng hắn có thể cho ta một vài bất ngờ. Băng vân tiền bối, ta muốn đi dạo cho khuây khỏa. Đi đi có thể dùng thần kiếp cảnh đi đến bước này, ngươi đã rất xuất sắc rồi, trận đấu tiếp theo cố gắng là được, đừng có áp lực quá lớn. Lát sau trên tại bên ngoài phong thần đài. Mên vừa đi vừa suy nghĩ cho cuộc chiến ngày mai. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chiến thắng được lục lãnh xuyên đây? Đột nhiên một tiếng nói vang lên, đây không phải là vân triệt của ngâm tuyết giới danh tiếng lẫy lừng đây sao? Tiện dân của tinh giới cấp trung, ngày mai gặp phải lãnh xuyên ca, ngươi hãy chờ chết đi. Ngươi, Lãnh xuyên cho hắn luôn một tát và miệng. Lãnh xuyên ca. Vân Triệt có tư cách tuyệt đối làm đối thủ của ta, ở trước mặt của kẻ yếu, ngươi có thể khoác lác, nhưng Vân Triệt không phải là người xứng để sỉ nhục, quay về kiểm điểm đi. Vân huynh đệ, tộc đệ này của ta bình thường thiếu quản giáo, kiêu ngạo thành thói quen rồi, để cho huynh nhìn thấy cho cười rồi, nhưng mà ta tin huynh cũng không thèm so đo với hắn. Chuyện nhỏ thôi mà. Vân huynh đệ đúng là rộng lượng, trận chiến ngày mai, Mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể thắng ta, nhưng ta tuyệt đối cũng không xem thường ngươi, cho nên ta sẽ dốc hết toàn lực để ra tay, đánh bại ngươi. Ta cũng như vậy. Ha ha ha, được, hiểu rồi, ngày mai hãy đánh một trận cho đã. Được. Muốn chiến thắng lục lãnh xuyên nhất định trước khi hắn mở ra hoàng long thánh giới, chỉ có oanh thiên không đủ, xem ra cần phải dùng đến kim ô viêm rồi. Cảnh chuyển tới nơi đóng quân của viêm thần giới. Hỏa tông chủ, ta có chuyện muốn nhờ người ngày hôm sau tại đại hội huyền thần. Bắt đầu rồi. Trận đầu tiên là trường sinh của thánh trụ giới đối chiến quân tích lệ của giao tâm kiếm các. Đi đi lệ nhi, có lẽ hắn là đối thủ mạnh nhất cả đời này của ngươi. Hôm nay là trận chiến đầu tiên của ngươi và hắn, dốc hết sức tất cả những gì ngươi học được cả đời này, còn về thắng thua không cần phải quan tâm, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Trường sinh, nhớ lời của vi sư, cho dù là có nắm chắc 10 phần, cũng không được xem thường bất cứ một đối thủ nào, đệ tử hiểu rồi. Hai bên vào sân. Tích Lệ cưỡi kiếm còn Trường Sinh đạp mây tiến vào. Trận đấu bắt đầu. Quân cô nương, Tôn sư chi kiếm có lẽ rất nặng nề, sẽ trở thành gánh nặng, vẫn nên lấy xuống thì tốt hơn. Liên quan gì đến ngươi? Ha, vậy thì bắt đầu đi. Trường Sinh di chuyển rồi lao thẳng tới Tích Lệ ra đòn trước cô ấy dùng trọng kiếm của mình đỡ lại hai vũ khí trên tay của trường sinh sau đó vung kiếm đánh trả khiến trường sinh phải lùi lại tại sao lại không dùng hết toàn lực trường sinh không trả lời chỉ khẽ mỉm cười nếu đã như vậy ta sẽ ép ngươi dùng hết toàn lực vô tâm kiếm vực tuyệt kỹ mã kiếm quân ở thần vương cảnh mới lĩnh ngộ được không ngờ ngươi lại có thể nắm giữ được ở thần linh cảnh bây giờ có thể nghiêm túc một chút rồi chứ tích lệ vung tay chém xuống chảm trường sinh đứng im đón nhận đường kiếm của cô ấy hắn dùng kiếm và thương đỡ trực diện khiến mặt sàn đấu bên dưới nứt vỡ quân tích lệ thấy vậy chém luôn một kiếm trường sinh hốt hoảng không kịp chống đỡ một tiếng nổ vang lên đây là thực lực mà thần linh cảnh có thể có được sao sở hữu loại thực lực này tuổi còn chưa đến một giáp chả trách bọn họ lại có thể được gọi là thần tử lúc này lạc trường sinh từ trong đám khói bay ra nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tích lệ không hổ danh là truyền nhân của kiếm quân đã lâu rồi ta vẫn chưa nhìn thấy máu của bản thân vậy thì tiếp theo sẽ để chúng ta dùng kiếm đấu với nhau vũ khí trên tay trường sinh đã phát sáng sau đó hợp lại làm một hình thành một thanh kiếm trường sinh hai tay cầm kiếm vung lên nào chúng ta hãy đánh một trận hết mình phong ưng Nham Hùng, Tuyết Lang, không những là tam tu phong lôi thổ, lại còn kim luôn ba loại truyền thừa thần huyết, tên tiểu tử này thật đúng là một quái vật. Giới hạn của người tam tu, cùng kim ba loại truyền thừa thần lực, đều là giới hạn của người, phải nói rằng đông thần vực của các người. Cho dù là cả lịch sử của thần giới, cộng lại cũng chỉ có hơn 20 người. Giới trẻ này quả thật là xuất chúng, nhưng cũng đã cho ta một loại cảm giác ứng kiếp mà sinh ra. Các vị hãy nghe long ngâm. Từ trên thanh kiếm của Trường Sinh một con rồng tím bay ra. Tích Lệ thấy vậy thi triển, toái thi quyết. Ba thanh kiếm đối đầu với rồng của Trường Sinh. Một tiếng nổ vang lên khi hai bên va chạm. Vụ nổ đã khiến không gian quanh đó nứt ra. Lúc này Trường Sinh và Tích Lệ tung ra hàng trăm chiêu kiếm. Giao thủ của hai người bọn họ lại đánh đến mức có vết nứt không gian. Trạng thái toàn lực của Lạc Trường Sinh, đúng là mạnh khiến người khác khó tin được mà quân tích lệ lại có thể chống lại được. Không, chỉ có thể xem là miễn cưỡng. Quân tích lệ cuối cùng cũng sẽ thua cuộc. Lạc trường sinh thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Quân cô nương, nếu như còn có đường lui gì thì lấy ra đi, nếu không chiêu tiếp theo cô sẽ thua đấy. Quân tích lệ hô lên. Trận khởi, quanh người cô ấy đã xuất hiện hàng trăm cây kiếm khí. Kia là cái gì? Diệm tinh kiếm trận, một trong những tuyệt kỹ mà kiếm quân thành danh, kiếm trận vừa thành, tất cả mọi thứ trong lĩnh vực đều sẽ bị rào sát thành một vùng hư vô. Đến rất đúng lúc, Lạc Trường Sinh cắm mạnh thanh kiếm của mình xuống sàn đấu. Hét lên, lĩnh vực, lang tập, chiêu cuối cùng. Vạn kiếm triều tông. Một tiếng nổ vang lên khi hai đòn thế va chạm vào nhau. Kết thúc rồi ư. Quân tích lệ lúc này đã bị đánh bay ra ngoài. Kiếm quân đã xuất hiện đón lấy đồ đệ của mình. Sư tôn xin lỗi, Đệ tử thua rồi. Ngươi đã dốc hết sức rồi, biểu hiện của ngươi ngày hôm nay không hổ danh là mạng của truyền nhân kiếm quân. Quân tích lệ thoát khỏi khu vực của phong thần hợp, tổ của người thua cuộc sẽ vào trận đánh luân phiên thứ 5 ngày mai. Lạc Trường Sinh thắng, tổ của người chiến thắng ở trận chung kết. Đa Tạ Tôn giả. Quân tiền bối, quân cô nương không sao chứ? Không có gì to tát, cũng may là ngươi đã thủ hạ lưu tình. Ngươi đừng đắc ý, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ. Trường sinh nghe vậy giật mình. Thật đúng là một nữ tử kỳ lạ. Ta cho rằng, chỉ có ta che giấu thực lực, không ngờ, xem ra giữa ta và quân tích lệ, phải đánh một trận khổ chiến rồi. Tỷ tỷ. Đối thủ tiếp theo của tỷ là ta đấy. Ta thật sự quên mất, tỷ tỷ lại véo mặt của ta nữa rồi. Trận thứ hai của trận chiến luân phiên ba tổ phong thần, thủy ánh nguyệt của lưu quang giới đối chiến với thủy mi âm của lưu quang giới. Khư uế ra ra, Ta muốn nhận thua có được không? Ánh Nguyệt nghe vậy ngơ ngác, Mi Âm muội. Được thì cũng được, nhưng mà tại sao ngươi lại lựa chọn nhận thua? Ừm, bởi vì ta sợ bị tỷ tỷ đánh đau. Ha ha, đây ngược lại cũng là một lý do. Thủy Mi Âm chủ động nhận thua, tổ của người thua cuộc ngày mai sẽ vào trận luân phiên thứ 6 của tổ người thua, Thủy Ánh Nguyệt thắng sẽ vào trận chiến cuối cùng của tổ phong thần.